Xin chào các khán giả của PKD. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe một trong những chuyện cổ tích gây ám ảnh nhất của anh em nhà Grimm. Đó là chuyện về người thổi sáo thành Hamelin. Chuyện kể rằng, ngày xưa, bên dòng sông Weser ở Hạ Saxony phía bắc nước Đức, có một thành trấn tên gọi Hamelin. Nhờ giao thương thuận lợi, Hamelin trở thành một nơi giàu có thịnh vượng, dân cư đông đúc, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Nhưng rồi một ngày kia, tai họa ập đến, phá hủy hoàn toàn cuộc sống bình yên nơi đây. Chẳng hiểu vì sao, số lượng chuột bỗng tăng nhanh chóng mặt, xâm chiếm cả thành phố. Ban đầu, chúng ăn sạch lương thực cùng hoa màu trong kho. Khi đã hết thứ để ăn rồi, chúng chuyển sang gặp gì gặm nấy. Hết đồ dùng trong nhà, lại đến gia súc, gia cầm. Chẳng có gì có thể thoát khỏi sự tàn phá của chúng. Người dân ra sức đánh đuổi, bẫy chụp, dùng mọi phương pháp có thể nghĩ ra, nhưng đều vô ích. Lũ chuột trở nên ngày một hung hãn hơn, đến mức tấn công cả con người. Hết cách, người dân đành tập trung quanh tòa thị chính, yêu cầu nhà chức trách giúp họ thoát khỏi nạn dịch. Thế nhưng hội đồng thành phố cũng chẳng thể nghĩ ra biện pháp gì để diệt chuột. Có người đề xuất dưỡng ra một đội quân mèo, nhưng mèo ở Hamelin đã bị chuột cắn chết hết. Kẻ thì gợi ý nhử chúng bằng thức ăn tẩm độc, nhưng số lương thực sắp cạn kiệt của họ nào đủ để giải quyết hết lượng chuột khủng khiếp kia. Nhìn cảnh đám đông phẫn nộ bên ngoài, ngài thị trưởng hết sức bất an. Đúng lúc này, có người gõ cửa tòa thị chính. Đó là một người đàn ông lạ mặt, dáng người rong ròng cao, quần áo sặc sỡ như những người biểu diễn trong lễ hội, mũ gắn lông vũ dài, tay cầm một cây sáo bằng vàng. Ở hắn toát lên một vẻ bí hiểm kỳ lạ. Khóe môi nửa cười nửa không, ánh mắt thì không cho người ta thấy rõ cảm xúc. Người lạ mặt cho hay, hắn có thể giúp người dân Hamelin quét sạch lũ chuột chỉ với 1.000 đồng vàng. Nghe vậy, ngài thị trưởng hết sức vui mừng, thậm chí hứa rằng nếu thành công họ sẽ trả gấp 50 lần thù lao hắn đề ra. Người lạ mặt liền gật đầu rời đi. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa xuất hiện, tiếng sáo đã khẽ khẽ vang lên, len lỏi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Người lạ mặt vừa thổi sáo, vừa thong thả dạo bước trên những nẻo đường quanh thành phố. Sau lưng hắn, chuột bám theo nườm nượp, bất kể là chuột to hay chuột nhỏ, hết thảy đều không chống cự nổi sự mê hoặc của tiếng sáo. Đến bờ sông, người lạ mặt không ngại dòng nước xiết, từ từ đi xuống đến khi ngập nửa người. Đàn chuột đã bị tiếng sáo làm cho mụ mị nên cũng lao xuống theo. Cứ như thế, hết con này đến con khác bị dòng chảy cuốn ra xa, rồi chìm nghỉm trong làn nước sâu thẳm. Đến khi mặt trời lên cao thì trong thành đã không còn một bóng chuột. Dân chúng vui sướng hò reo, cả thành phố mở tiệc ăn mừng việc thoát khỏi lũ chuột hung tàn. Lúc này, người lạ mặt tới để lấy thù lao như đã giao ước. Thế nhưng thay vì 50.000 đồng vàng như đã hứa, ngài thị trưởng lại chỉ trả cho hắn vỏn vẹn 50 đồng vàng. Với lý do là chẳng có ai điên mà lại đồng ý trả cái giá ngất ngưởng như vậy chỉ để đuổi mấy con chuột. Ông ta dọa sẽ tống người lạ mặt vào tù nếu hắn còn dám đòi thêm. Trong tiếng cười nhạo dân chúng toàn thành, người lạ mặt nở một nụ cười buốt giá. Hắn thề rằng sẽ khiến người dân nơi đây phải ân hận suốt đời vì hành vi cháo trở này. Sau khi vấn nạn chuột được giải quyết, thành phố Hamelin bắt đầu hồi sinh trở lại. Cây cối xanh tươi, đất đai trù phú, thóc gạo đầy kho, khách giao thương tấp nập trên khắp các con phố. Dần ra, người ta chẳng còn nhớ gì về kẻ lạ mặt với cây sáo vàng kia nữa. Rạng sáng ngày 26 tháng 6 cùng năm, đúng vào ngày lễ Thánh John và Thánh Paul, khi mọi người còn đang ngủ say sưa, thì kẻ lạ mặt trở lại. Với ánh nhìn lạnh lẽo, hắn bắt đầu thổi chiếc sáo trong tay. Giai điệu kỳ lạ đầy mê hoặc len lỏi khắp các ngóc ngách trong thành phố. Chỉ là giờ đây, bị khúc nhạc thôi miên không còn là lũ chuột, mà là trẻ con khắp thành Hamelin. Trong lúc bọn trẻ bị tiếng sáo dẫn dụ khỏi thành, cha mẹ chúng vẫn đang ngủ ngon lành. Hàng trăm đứa trẻ nhanh chóng rời khỏi thành phố rồi tiến vào rừng sâu. Đi đầu chính là con gái lớn của ngài thị trưởng. Theo đuôi tiếng sáo, họ đi mãi, đi mãi, đến khi tới dưới chân một ngọn núi cao. Kẻ lạ mặt lúc này tới trước vách núi và thổi một giai điệu khác. Vách đá chợt nứt ra, tạo thành một cánh cửa rừng. Đám trẻ lũ lượt theo hắn tiến vào bên trong. Ngay khi đứa cuối cùng đã vào hang, cánh cửa liền biến mất. Tiếp đó đất đá ầm ầm trút xuống,
vĩnh viễn trôi vùi lối vào của hang. Phải đến lúc này, người lớn trong thành Hamelin mới bắt đầu thức dậy. Không thấy con mình đâu, họ cuống quýt đi tìm. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng tụi trẻ. Cuối cùng, họ tìm thấy một cậu bé bị thọt ở một bụi cây trong rừng. Lý do cậu có thể thoát được là vì không đuổi kịp đoàn người lúc họ đi vào núi. Qua lời kể của cậu bé, người dân Hamelin mới bàng hoàng biết được chuyện gì đã xảy ra. Họ tới chân ngọn núi với hy vọng mong manh có thể tìm về con em của mình, nhưng vô ích. Cả thành Hamelin bao phủ trong tiếng khóc thảm thiết của những bà mẹ mất con. Phải tới rất nhiều năm sau, người ta mới lại nghe thấy tiếng cười của trẻ thơ xuất hiện trở lại ở nơi đây. Người thổi sáo thành Hamelin được cho là truyền thuyết dân gian, bởi nó được thế giới biết đến rộng rãi qua chuyện cổ tích của anh em nhà Grimm. Tuy nhiên, theo các nhà sử học, câu chuyện này rất có thể được dựa trên sự kiện có thật xảy ra vào năm 1248 tại Hamelin, Đức. Lý do là vì trên biên niên sử của thành Hamelin năm 1934 có nhắc tới vụ việc này. Đã 100 năm kể từ ngày những đứa trẻ của chúng ta rời đi. Ngoài ra, theo một số tài liệu lịch sử, cửa kính của nhà thờ ở quảng trường thành phố cũng có hình minh họa về vụ mất tích của lũ trẻ. Tuy nhiên, năm 1660, nhà thờ ấy đã bị phá hủy cùng những hình minh họa. Văn bản cổ xưa nhất còn sót lại và ghi chép tương đối đầy đủ về chuyện này là bản thảo Lüneburg của Đức, có niên đại từ năm 1440 đến năm 1450. Theo đó, vào năm 1284, vào lễ Thánh John và Thánh Paul ngày 26 tháng 6, một người thổi sáo tầm 30 tuổi, ăn mặc sặc sỡ màu mè, đã dẫn dụ 130 trẻ em sinh ra ở Hamelin và biến mất ở nơi hành quyết gần ngọn đồi. Dựa theo các tài liệu trên, các nhà sử học tin rằng sự kiện hàng trăm đứa trẻ mất tích tại Hamelin là có thật, đã từng xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên, vì sao hàng trăm đứa trẻ lại có thể biến mất một cách khó hiểu như vậy? Và người thổi sáo được nhắc tới là ai? Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để trả lời câu hỏi này. Dưới đây, tôi xin nhắc tới một số cách giải thích được xem là hợp lý nhất về nhân vật người thổi sáo thành Hamelin. Giả thuyết thứ nhất, Pied Piper là kẻ bệnh hoạn. Theo truyện cổ Grimm, lý do Pied Piper dẫn dụ trẻ em đi theo là để trả thù sự vô ơn và cháo trở của người dân Hamelin sau khi hắn đã giúp họ xử lý nạn chuột. Nhưng kỳ thực, nạn dịch chuột tại châu Âu diễn ra vào khoảng năm 1348 đến năm 1350, khiến phương Tây chìm trong tang tóc với đại dịch cái chết đen. Trong khi đó, vụ trẻ con mất tích ở Hamelin xảy ra trước đó đến hơn 60 năm. Do đó sẽ là vô lý nếu Pied Piper là kẻ đuổi chuột. Vậy nên có giả thuyết cho rằng nhân vật Pied Piper thực chất là một kẻ chuyên bắt cóc trẻ em để thực hiện hành vi đồi bại. Hắn có thể là dân địa phương sống trong thành Hamelin và lén bắt những đứa trẻ mỗi khi đêm xuống. Giả thuyết thứ hai, Pied Piper là tên buôn bán trẻ em. Theo giả thuyết này thì vào thế kỷ 13, tình hình kinh tế nước Đức lâm vào khủng hoảng. Dân số bùng nổ tăng nhanh, khiến các gia đình phải bán con của họ để giảm gánh nặng tài chính. Pied Piper, hay người thổi sáo, là cách họ gọi kẻ đã mua những đứa trẻ ấy và đưa chúng rời khỏi nhà. Giả thuyết thứ ba, Pied Piper là kẻ tham gia cuộc thập tự chinh trẻ em. Năm 1212, ở châu Âu diễn ra một công cuộc đưa những đứa trẻ Công giáo đến Jerusalem để đánh đuổi người Hồi giáo. Tại Đức, một cậu bé tên Nicholas ở xứ Köln đã tuyển mộ rất nhiều đứa trẻ tham gia cuộc thập tự chinh này. Số phận của đoàn người hành hương được ghi chép lại là hết sức bi thảm. Hầu hết không còn mạng để trở về quê nhà. Nhiều người tin rằng Pied Piper ám chỉ Nicholas hoặc một kẻ dị giáo nào đó đã dụ dỗ trẻ em vào cuộc thập tự chinh thảm khốc. Giả thuyết thứ tư, Pied Piper là người tạo ra hiện tượng khiêu vũ hưng cảm. Đây là một nạn dịch bùng phát tại châu Âu vào khoảng giữa thế kỷ 14 và thế kỷ 17. Theo đó, hàng trăm người đã nhảy múa điên cuồng đến mức kiệt sức trụy tim và tử vong. Có người suy đoán rằng Pied Piper chính là kẻ đã phát tán dịch bệnh ấy bằng tiếng sáo của mình. Giai điệu mà hắn thổi ra khiến những đứa trẻ hưng phấn mà khiêu vũ điên cuồng cho đến khi gục ngã. Tuy nhiên, giả thiết ấy đã bị bác bỏ vì sự kiện ở thành Hamelin diễn ra vào thế kỷ thứ 13, trước thời điểm xuất hiện dịch bệnh nhảy múa đến cả trăm năm. Giả thuyết thứ năm, những đứa trẻ là dân di cư. Theo giả thuyết này, những đứa trẻ ở Hamelin thực ra không phải là trẻ em, mà là tầng lớp thanh niên thất nghiệp, thường được gọi đùa
là những đứa trẻ trong thị trấn. Pied Piper được cho là kẻ môi giới lao động đã dẫn họ sang vùng đất khác để kiếm ăn. Sở dĩ có cách giải thích này là vì trong thời kỳ ấy, kinh tế nước Đức đang gặp khó khăn và tình hình di dân sang khu vực Đông Âu trở nên rất phổ biến. Người thổi sáo thành Hamelin đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho vô số tác phẩm từ truyện ngắn đến truyện dài, từ âm nhạc đến thi ca, từ điện ảnh đến truyền hình. Bất kể sự thực đằng sau Pied Piper là gì, nhưng cứ đến ngày 26 tháng 6 hàng năm, ở Hamelin lại diễn ra lễ hội bắt chuột, Rat Catcher's Day. Điều này cho thấy, nỗi ám ảnh về kẻ thần bí có tài thôi miên vạn vật bằng tiếng sáo vẫn mãi hằn sâu trong tâm trí của người dân nơi đây.